của nó gom gọn những chất thể lại để nó quá trình giảm phân á, nó phân chia cho nên nó cuộn lại, mình thấy nó cũng gò ghề. Cái này trên không có chấm gọn cái này nha. Cái này giống xịt mưa vậy đó. Cũng giống đó. Có tinh bào nha anh. Tinh bào. Tinh bào là con này. Trường hợp này anh này là Satori. Nhưng mà do cái hình của mình nó mờ á. Như lưu ý nè, cái con Satori không phải lúc nào cũng có một hạt nhân, có thể có hai hạt nhân. Mà nhìn đến gì vậy thôi? Con này Satori. Con Satori okay. Đúng rồi. Đó là thi đúng không ạ? Không, con đó không chọn. Con này. Ủa? Satori. Con đó Satori đó. Ủa sao nhìn nó có vẻ mờ mờ sao? Thì tại đúng nó mờ. Giờ mình chụp nó bị đậm quá không? Lý do mờ tại sao? Chụp luôn. Chụp luôn. Nếu em chỉnh cái niêm gì á thì em sẽ thấy khi mà em chỉnh con Satori nó gõ, nghe là nó gõ hạt nhân thì cái con tế bào dòng tinh nó sẽ mờ. Cược lại em chỉnh con tế bào dòng tinh nó gõ thì con Satori sẽ mờ. Con nó bị BD. Lý do là nó không nằm trên cùng một mặt phẳng. Còn trong đây cái con Satori á là nó cái nhân nó nằm phía trong bào tương đúng không? Thì ở cái con tế bào Satori nó sẽ làm cái giá nó nâng đỡ toàn bộ thời dòng tinh. Nghĩa là mình ví dụ con Satori cái ba lô. Mình lấy trái bóng mình bỏ vô cái ba lô ở giữa, nó là cái nhân. Thì lúc này con tế bào dòng tinh là những trái banh khác mình gắn phía ngoài ba lô đỡ toàn bộ dòng tinh lên. Vì vậy khi mà mình cắt mình nhượng cái trái banh phía ngoài, trái banh phía trong nó không cùng mặt phẳng. Mình nhấp nhấp cái thằng ngoài nó gõ thì thằng trong nó mờ. Ngược lại, mình nhấp thằng trong nó mờ, thằng trong nó gõ lên thì thằng ngoài nó mờ đi. Nhưng mà do hình này mình ken lên rồi. Cho nên là có lúc anh thấy sạp thư viên nó gõ, nhưng có lúc anh thấy sao mờ. Cái do là con dòng tinh nó gõ. Bình thường. Mình còn học bữa này đúng không? Được nha. Còn trứng mà HG chờ phân thì cái này nữa nè. Thôi quá màu rồi. Chỉnh vô cho nó chạy đi. Chứng màu kéo hết cái gì mà chiều quan trang ngược lại ngược lại rồi xong tắt. Reset có reset. Không đâm. Một trứng ơi. Thầy ơi, thầy chỉ lúc tới nguyên thầy. Ủa, cái này còn có thầy đó hoàn thể hả thầy? Cái nhạc nhạc màu. Hoàn thể là cái cấu trúc làm sao? Chụp đi, chụp. Ủa, cái đó hoàn thể hả? Miệng nhá, cái miệng. Bỏ hoài đi. Nó hoàn thể đâu. Ờ, đâu hoàn thể. Khi mà nó phóng nõn ra nó sẽ chừa lại gì? Nè, bây giờ mình phải hình dung nè. Khi là một cái nang trứng có hóc chuẩn bị chín, nó gồm cái gì với cái gì? Nó gồm một cái đám tế bào nang ở phía ngoài, được chưa? Sau đó nó sẽ có một cái gò, nó nối với cái nõn phía trong. Cái nõn phía trong nó lại được bao tiếp bằng một cái đám tế bào nang nữa. Ở giữa hai lớp đó có một cái hốc chứa dịch. Khi mà nó phóng, tức là nó phóng phần nào ra? Nó phóng cái những con tế bào nang ở phía trong cộng với cái màng trong suốt cộng cái nõn, nó phóng ra luôn. Nghĩa là lúc này nó còn ở phía trong là cái gì? Cái dịch. Lúc này khi mà nó phóng ra nghĩa là nó bị đứt mạch máu ra. Thì lúc này mạch máu nó đổ vô cái sông đó. Thì những con tế bào nang phía ngoài còn lại, mạch máu phía trong. Thì mạch máu phía trong nó đổ vào thì nó gây sơ quá. Lúc này mình sẽ thấy ra cái hiện tượng kiểu này. Còn tế bào nang phía ngoài này nó bắt đầu nó sao? Nó phát triển lên. Nó phát nghĩa là nó con tế bào nó sẽ to hơn, nó đa diện lên. Nó phát triển thành những con tế bào nội tiết. Được chưa? Rồi phóng lớn lên và kính nhà mạch. Mấy con ấy hoàn thế mới chưa? Bên này trước đi. Đây nè, ban đầu ở trong này nó bị sơ quá nè. Thì phía ngoài đây nó phát triển con tế bào nó to hơn so với những cái nang phía ngoài này. Thì gọi là hoàn thể. Hoàn thể. Được chưa? Thì khi nào mà nó phát triển hoàn toàn đầy đủ luôn, toàn bộ thằng này nó biến thành tế bào nội tiết luôn, mau mạch nó đến, nó tăng sinh mau mạch chỗ này. Tại vì nội tiết nó sẽ đi kèm với tế bào tiết và mạch máu, nó không có ống dẫn. Được chưa? Thì lúc này mình mới gọi nó là hoàn thể. Hình dung mấy cái thành là hoàn thể chưa? Còn cái thể trắng hay là cái thối chuyển của nó khác, cái lúc này nó hoàn toàn nó teo đét lại luôn, tạo thành mô đính kết sơn luôn. Được nha, hai cái thằng này hai khác nhau. Rồi bên đây thì cái thằng bên đây nè thì nó co lại, ít nào bắt đầu mạch máu nó có hiện tượng xâm nhập nè. Thằng này giai đoạn nó muộn hơn, thằng này thì nó đang sơ. Thằng này đang thối chuyển này. Thằng đó đang gì? Đang thối chuyển cũng khẩy. Nạc này đang gì? Thứ cáp nè. Ủa nhưng mà có hoàn thể, có hoàn thể. Tính hết là thành thói chuyện hả? Cái đó là của người, con này của thỏ nó không biết nó rồi. Có hả? Ủa vậy vô đây là dựa vào cao trắc nghị mà suy luận. Chắc có hoàn thể quốc năng thói chuyện thôi. Nếu con là thói chuyện nên vậy nếu có hoàn thể rồi có năng thói chuyện thì mình đánh cái nào thôi. Chọn thói chuyện. Có nghĩa
Có, chị nói hồi nãy chị có tiếng mà. Chị dặn là phải có hoàn thể. Ờ, lừa nhau không ạ? À, nó có cái hoàn thể rồi. Rồi, nhưng mà trên nguyên tắc là trong một cùng một cái lứa mà khi mà nó phát triển lên thì chỉ nãy nó rồi chỉ có một thằng xài được thôi nếu như mà sinh một con. Còn nhiều con thì mình không dám nói. Còn trong một cái trường hợp của người, mỗi lần thông thường nhất nó chỉ rụng một trứng nó phóng nổi ra ngoài thôi. Thì những thằng còn lại toàn bộ thằng đó mình chỉ vào mình gọi là nang thói triển. Được ha. Nhưng mà nếu như mà đúng tiêu chuẩn của nang thói triển á thì em phải có là tế bào nang bị biến dạng nè. Màng trong suốt méo mó nè, nõn nó bị co lại, nó bị biến dạng đi. Còn cái trường hợp nang bình thường chưa biết, tại vì trong một chu kỳ có thể nó phát triển sao, nó phóng hai nõn, không ai cấm, nó phóng một nõn trước không, một hai giờ sau nó phóng thêm nõn nữa, mình cắt ngay cái giai đoạn đó thì lúc này mình gọi là nang thói triển, coi chừng bị nhầm với cái thằng thứ hai. Tại vì không ai cấm là sinh đôi khác trứng hết. Được nha. Cái này thì lưu ý một số đặc điểm vậy thôi. Là phải xem cái màng trong suốt của thử, nếu mà nó nhăn nên là mình đánh. Ừ, thôi chuyện. Có hoàn thể ai nhắm kia mày. Đấy. Có hoàn thể. Thì có hoàn thể nhưng mà coi thử cái màng trong suốt nó không nhăn thì đúng mình đánh thế. Giờ cái này cái rõ ràng nè. Cái này không nhăn thì mình đánh thứ cấp. Tại đó mà thọ của người. Thì đề thi đề thọ có người đâu. Đề thi khó hết mà. Có mấy anh chị mà. Đề thi khó hết mà. Không thích luôn. Bạn này bị ghiền anh. Mày mới là trồng hoa ở trong cái này. Để nó thành nói tiếng rồi ta. Cái này đi, cái này bà này bị thối triển rồi, giờ nó mốt mốt. Đúng rồi, rõ rồi. Cái này rõ là tiệm thôi. Cái này là cứ đánh rồi. Mày thẻo có đi ăn sức vua không? Đi. Thôi ta khơi em đi. Ủa, lưu bây có làm gì không?